chime in the jingle bell time. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Alo ạ. Bà không còn đang ngủ đấy hả? Đến mấy giờ rồi không? Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi thì dậy đi học nhanh lên. Bây giờ à? Tên này đâu rồi? Tên bác này cùng với tôi vừa sáng ra gặp chủ đi luôn cho vui. Thôi đi nhanh lên. Tiện đường lên mà. Đi. Thank you.
kè bên cạnh bản thân tôi đấy. Đây, tôi đang nói chuyện với cậu mà. Đây. Ôi chào, định đi. Thế. Tôi không để mình đi đâu. Nào để cậu ấy thích mình nhỉ? Tặng quà, chơi, nhắn tin. À, rồi. Lạnh lùng nhưng vô cùng thích thú. Này, nó cái gì mà tôi cần người ra thế hả? Trời, bọn ông thích cái gì mà? Nhiều lắm. Quần áo này, ví, kính, khăn, nhiều lắm. Cái này đẹp không? Ê, bà định tặng tôi à? Chắc là tay sẽ hợp lắm. Đẹp đấy. Bà, ông không cảm thấy gì à? Cảm thấy nóng, bà chọn nhanh lên hộ tôi cái. Này. Cái gì đây? Cô Bách. Đưa Bách đi. Làm gì? Không biết. Đưa Bách đi. Nhớ đấy, nhớ phải đưa Bách đấy. Anh chàng Scroll, 어떤 도전자가 나왔으면 좋겠습니까? 뭐 솔직히
해볼만한 분으로다가 Hôm nay tớ có chuyện thực quan trọng muốn nói với cậu. Chuyện gì? Cậu phải giữ bí mật nhé, đừng kể với ai. Thì tớ I know, 'cause I'd spend half this morning thinking about the t-shirt you sleep in. Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi. Thật lòng anh không muốn ai phải bối rối. Sợ em nhìn thấy nên anh đành phải lặng lặng đứng xa. Chuyện tình thay đổi nên bây giờ trở thành người thứ ba. Trách ai bây giờ. Ơ, sao nay có mỗi nhìn cậu? Không đâu. Không cậu. Có hẹn ở đây mà. Thôi đi học đi. Alo, em à? Ừ, tối rỗi không? Lâu lắm không gặp rồi. Ừ, An á, nó chả là gì với anh cả. Ừ, anh không hề quyết định gì với nó. Không phải lo, ừ anh đón, ok. Mày vừa nói gì, nói lại tao xem. Tao nói rồi, mày nghe rồi. Tao không hề quyết định gì nghiêm túc với An cả. Mày yêu nó à? Tao khốn, mày đừng hòng làm tổn thương An. Được lắm, hay đấy. Cuối cùng tao làm mày nói ra được câu đấy. Thank you.
ấy vậy mà cũng 10 năm rồi nhỉ. Ôi cái gì đây? Tôi này cũng không biết gì. Thì tôi... Ơ? À, sao lại ở đây? Ơ, sao anh không được ở đây? Ông là bạn thân An hay bạn thân tôi mà về lúc nào cũng gọi một tiếng đấy hả? Cái tên này, chứng nào thật đấy, nó thật với cậu. Nên ra có một đời mình như thế này. Ông đến hôn rồi mà ông thích kệ chọc cả cái xe đấy hả? Sự bí mật nhé, đừng kể với ai. Thì tớ thích Phong. Xin chào mọi người. À. Ồ. Rồi. Nghe ấm quá. Không dùng quỷ tóc lên. Hi, xin chào các bạn. Mình là Trần Vũ và mình cảm thấy rất là hào hứng, vui khi được tham gia vào vai chính, vai nhân vật Phong của bộ phim The Misunderstanding. Hello. Xin chào. Trong phim The Misunderstanding thì bạn đã đóng vai gì nhỉ? Tôi đóng vai tớ. Nhưng mà Phong này là một người khá là đẹp trai. Mình cảm thấy An có rất là nhiều điểm giống mình, tinh nghịch, năng động, dễ thương. Tính cách thì cũng khá là giống nhau mà ít nói. Nhưng mà về giới tính thì khác hẳn. Biết nói là gì? Vui vẻ, hòa đồng, rất là nhắn. Và nhiều lúc làm việc cũng lúc nghiêm túc, lúc không nghiêm túc. Nhưng mà cảm thấy rất là vui. Và mình cảm thấy rất là thoải mái khi đóng bộ phim này. Trước tiên là cảm ơn Bizu vì đây là đầu tiên đóng phim. Tớ không phải là người... Tớ rất thích làm phim nhưng mà tớ không có con mắt nghệ thuật nên chẳng là tớ làm phim cả. Yeah, ekip rất là dễ thương và rất là tuyệt vời. Chứ là mình rất là yêu mọi người. Ví chụp ngắn gọn không dài dòng đâu. Rồi, đi cậu luôn. Cứ thấy thoải mái được. Hạnh phúc, hạnh phúc giống này. Hạnh phúc rồi thì... Luôn sẽ thế như vậy rồi. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và có thật nhiều điều ý nghĩa. Ai chưa có người yêu thì có người yêu. Ai thằng nào vay thì cũng có người yêu sớm. Thằng nào không vay thì cũng có gấu. Cười thì cười, thằng kia làm cười. Thực ra thì ai cũng chúc giống ai thôi, tưởng chẳng biết chúc gì nữa. Chúc mọi người vui vẻ, trẻ khỏe, luôn luôn tươi trẻ, tràn đầy sức khỏe. Xin chào mọi người. Merry Christmas. 1, 2, 3. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you.